Ở trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thanh Nhã, Hải Yến được xếp đá chính, trong khi Tuyết Dung, Huỳnh Như dự bị. Một trận đấu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chủ trương trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ trước đó chưa được ra sân chính thức. Nhưng trong một thế trận, đối thủ vượt trội về đẳng cấp và cần thắng và ghi nhiều bàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ. Chúng ta đã có những phút đầu tiên thăng hoa, nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt như trong trận đấu trước đó với Bồ Đào Nha. Chỉ khác là trong trận đấu này, tuyển nữ Hà Lan đã liên tiếp có được những bàn thắng. Tỷ số 6-0 cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ. Rất nhiều người từng nhắc đến trận đấu trước tuyển Mỹ để khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng đặt trong bối cảnh trận ra quân có thể chỉ cần thắng, giữ sức, bảo toàn lực lượng khác hoàn toàn với cục diện phải thắng và thắng đậm như Hà Lan. Nếu đặt bối cảnh tuyển Mỹ phải chơi ở tâm thế như Hà Lan, có thể tỷ số sẽ khác. Thế nên, khó có thể dự đoán dựa vào kết quả từng trận đấu mà không đánh giá được bản chất thực tế. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại World Cup 2023 với 3 trận thua, 0 bàn thắng, 11 bàn thua. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nên, cách chúng ta rời World Cup 2023 cũng được xem là điều bình thường. Một giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn rộng ra, chúng ta có nhiều cái được ở giải đấu lần này. Thông tin Thùy Trang được Lang FC đội bóng Huỳnh Như đang khoác áo mời thi đấu là một điểm sáng. Dù tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng đó chính là kết quả mà chúng ta đã thu được khi bước ra sân chơi thế giới. Có thể sẽ còn nhiều cầu thủ khác sẽ được quan tâm ở sân chơi khu vực. Ngoài ra, những cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn ở giải đấu này. Đó là Kim Thanh với những pha cản phá và tinh thần thi đấu quả cảm. Đó là Dương Thị Vân, một cầu thủ nhỏ con, có chiều cao thấp nhất World Cup 2023 nhưng lại trở thành vị trí quan trọng trong đội hình của tuyển nữ Việt Nam. Cô không ngại khi đối đầu với các đối thủ cao lớn, vượt trội về thể hình. Đó là Thanh Nhã, một cái tên đã cho thấy sự trưởng thành, một người kế thừa những đàn chị, dần trở thành trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Một điểm sáng đáng chú ý, trong hành trình tại World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam có sự đồng hành, ủng hộ của người hâm mộ tại New Zealand cũng như ở quê nhà. Sự kiện tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup từng tạo thành cơn sốt mạnh mẽ. Những sự tự hào và đủ ca từ được viết lên ca ngợi những cô gái. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành thêm được 2 chức vô địch SEA Games để đi vào lịch sử với những danh hiệu vô tiền khoáng hậu. Nhưng tất cả những giai đoạn hoàng kim, những thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được ví như những cơn sóng đến nhanh và qua nhanh. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dường như chỉ được sự quan tâm nhờ những thành tích có được. Nhưng sau đó, đọng lại là gì mới là điều đáng chú ý. Bóng đá nữ cần được đầu tư nhiều hơn, giải vô địch quốc gia nữ cần được nâng tầm hơn. Đấy mới là giá trị bền vững để góp phần tạo ra những tấm vé World Cup tiếp theo. Tuyển nữ Việt Nam từng được tung hô sau trận thua có bàn thắng trước Đức trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup 2023. Hay như một cơn mưa lời khen đã xuất hiện sau trận ra quân trước tuyển Mỹ. Nhưng rồi mọi thứ dần nguội lạnh sau những màn trình diễn đúng giá trị trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. Những cơn sóng đã qua đi, tuyển nữ Việt Nam lại đang trở lại thực tế với bối cảnh được dự đoán sẽ về nước mà không có nhiều cờ hoa chào đón. World Cup 2023 khép lại với đội tuyển nữ Việt Nam. Giờ là lúc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lại bắt đầu hành trình tạo nên những cơn sóng mới. Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup 2023 sau trận thua 0-7 trước tuyển nữ Hà Lan. Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Xin chúc mừng Hà Lan, các bạn đã thi đấu tốt. Trình độ của Việt Nam chưa thể so sánh với đối thủ. Chúng tôi lực bất tòng tâm, dù cho cầu thủ quyết tâm cao. Thua trận là điều tất yếu bởi chúng tôi không thể khỏa lấp sự chênh lệch về chuyên môn." Ông Chung cũng nhấn mạnh, chúng tôi đã chuẩn bị trong một năm qua cho World Cup từ khi giành quyền tham dự giải. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho toàn đội được thi đấu nhiều trận đấu giao hữu, các cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cần phải làm việc nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách về trình độ. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và cả người hâm mộ nước ngoài đã cổ vũ chúng tôi suốt thời gian qua. Trong khi đó, tiền vệ Dương Thị Vân cho biết đội bạn có trình độ vượt trội, nhưng tuyển nữ Việt Nam cũng đã chơi với tinh thần cao nhất. Chúng tôi rút ra nhiều bài học và sẽ làm tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo. Được tham gia World Cup là niềm vinh dự và tự hào của tôi và đồng đội. Chuyên môn khó có thể so sánh với các đội bóng mạnh, nhưng sự quyết tâm và tinh thần được toàn đội đặt lên hàng đầu, tôi học hỏi được nhiều về lối đá, cách chạy chỗ và dứt điểm của đối thủ. Theo kế hoạch, sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 11:30 ngày 3 tháng 8.